Một cánh diều khổng lồ có tên gọi là Sea Wing đã được các kỹ sư công nghệ Pháp phát triển với khả năng đẩy những chiếc tàu chở hàng tải trọng lớn băng qua đại dương. Diều có thể đóng vai trò như một chiếc dù, có thể mở ra sử dụng hoặc gập lại cất đi khi không cần thiết. Sáng kiến này được cho là có thể giúp tàu chở hàng giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và cắt giảm trung bình 20% lượng khí thải carbon. Điểm khác biệt là con diều này có thể bay theo hình số 8, nhân lên hiệu ứng kéo của luồng không khí để tạo ra sức kéo khủng khiếp. Thêm vào đó, Sea Queen lấy gió ở độ cao 300m so với mặt biển, nơi gió mạnh hơn 50%. Sáng kiến sử dụng diều khổng lồ đẩy tàu chở hàng qua đại dương. Câu chuyện trong 24 giờ online, 17 giờ 50 phút hôm nay trên VTV8.